Rồi, mình xin bắt đầu. Thì cái clip này sẽ nói về mô hình chạy JetBrains Agent và JetBrains Server của Tailwind cũ và mới sắp triển khai. Thì đối với mô hình cũ thì mình phải làm manual rất là nhiều bước. Ví dụ như khi mà mới một có một server mới được triển khai, mình cần giám sát server đó thì mình phải chui vào server đó, SH vào server đó, mình nhập các command để build service JetBrains Agent lên server đó. Ví dụ như đây là đối với server DB chính nè, thì sẽ SH vào server đó, nhập các command này để bắt đầu cài service JetBrains Agent lên, tải gói nó về apt-get install JetBrains Agent, sửa cấu hình của JetBrains Agent đó là nhập IP của JetBrains Server vào và nhập cái name của server đó vào, xong sau đó reset lại dịch vụ và mở bọt 50.1.0.50 lên. Rồi xong rồi thì bắt đầu qua JetBrains Server nó bên vào web, tạo cái host đó, đặt tên cho host đó, rồi chọn những cái template để cho cái host đó, xong sau đó là tạo các action email tương ứng đó. Rồi ví dụ như ở đây mình lấy cái con JCon ở đây, JCon khi mới triển khai sẽ vào đây, vào configuration host, tạo cái host mới, nhập tên JCon vào, nhập IP của server mình còn giám sát vào, nhập cái bọt đó vào, chọn những cái template tương ứng. Ví dụ như là template của AutoCon là những cái template này. Rồi xong xong sau đó rồi mình qua cái action, qua cái action mình tạo những cái action tương ứng đây, chọn vào trigger đây, production JCon, rồi tích vào những action tương ứng đó. Rồi xong sau đó rồi thì vào operation, chọn cái operation đó là gửi email hay là gửi gì đó cho những user nào. Thì cái việc này làm thì vẫn là bình thường, không có vấn đề gì hết, nhưng mà bị một cái là nó sẽ là việc làm nó lặp đi lặp lại, và khi mà có member mới vào có thể làm sẽ không đúng ý nhau tí, nên bây giờ sẽ triển khai Ansible và Jenkins, nó sẽ xử lý việc này cho mình chỉ việc vào cái web con Jenkins để mình chạy thôi. Ở đây sẽ lên cái web con Jenkins, jenkins.tv.com bộ 8.0.0. Rồi chọn cái mới nè, xong bắt like, rồi chọn repository này, rồi chọn user path cho nó. Đây rồi chọn cái nhánh là main, save lại. Đây là mới tạo cái góc mới, xong rồi bấm build trước một cái để Jenkins nó lên cái GitHub, nó lấy cái file Jenkins file về đây. Rồi cái đầu thì nó check out cái Git được rồi nè. Đây bây giờ nó không build with parameter được. Rồi build with parameter IP của host thì mình sẽ nhập IP của server mình cần giám sát vào đây, ví dụ như là 3.164.246.18. Rồi bot host nghĩa là cái bot của con nhân kinh JetBrains Agent này, JetBrains server nghĩa là cái JetBrains server mình đang sử dụng để mình bắt data của cái con JetBrains Agent. Customer name nghĩa là tên của cụm server này, ví dụ như Tuấn Test đi. Rồi bot SH là bot SH của server này, quan trọng là cái system name này nè. Thì cái system name này sẽ dựa vào system name này để tạo template và tạo action tương ứng. Đây ví dụ như system name là LabBit thì nó sẽ có những cái template này và những cái action này: SH service down anh bỏ bao nhiêu đó, JetBrains agent eligible, dựa vào tên này mà JetBrains mà Jenkins và Ansible sẽ móc vào JetBrains server để áp những cái phần này cho mình. Rồi đây CloudBit server order number 01.02.03, JetBrains Agent Group, cái là cái group của cái server này cho bên con JetBrains server. Rồi mình bấm build. Rồi thì đầu tiên thì con Jenkins sẽ móc vào anh móc lên GitHub lấy source về để kiểm tra coi nó có commit gì mới không. Sau đó SH vào server, cài JetBrains Agent lên server đó,
copy các config file tương ứng. Rồi bắt đầu rồi tiếp tục, cái đó là xử lý bên server mình muốn cài JBoss Edition nha. Rồi cái này nó sẽ móc lên JBoss server để nó tạo hot và tạo action cho mình. Rồi khi mà tạo xong nó sẽ notify cho mình qua cái room Telegram hoặc là email. Rồi cái này bên Telegram. Xong đây, khi mà chạy xong nó sẽ báo là successful. Cái job đó số build là bao nhiêu, trạng thái là gì, và cái build log của nó. Rồi sau đó mình có thể lên JBoss server kiểm tra lại. Rồi, đầu tiên mình kiểm tra cái host trước nè. Máy đặt tên là Tuấn Test. Apply vào sẽ thấy đây có cái Tuấn Test là bus mới được tạo thêm nè. IP của server đó nè, bot nè, root production nè, và những cái template mình đã chọn đây. Rồi cái này là template add hot thôi. Tiếp theo tới add action là đây. Template. Đây những action của nó là như này. Khi mà có vấn đề gì trong những action này nó sẽ gửi mail và thông báo vào Telegram. Rồi tiếp thì cái này, hai cái này nó giao tiếp với nhau như thế nào. Bên phía từ con Ansible này nó móc qua con nó móc qua con JBoss Agent thì nó móc qua đường SH rồi cũng nói. Nhưng mà còn cái đoạn này thì nó sẽ móc qua đường API. Bên phía JBoss server nó có một cái build cái sẵn API để sử dụng ở đây. JBoss server.com, JBoss API JSON. Rồi nó dùng user path của admin để đăng nhập web để nó làm authent luôn. Ở đây có được cái này authent này. Lấy authent này nhập vào đây, hot get nè. Gửi lên thì nó sẽ gửi lại mình tất cả thông tin. Ví dụ như hot get mình lấy tất cả các hot của con JBoss server này hiện có. JBoss server con này hiện có. Thì cái việc này nó có nghĩa là Jenkins là cái gần như là cái giao diện thôi. Đây. Luồng xử lý nó là như vậy. Jenkins là giao diện chạy Ansible Playbook. Ansible Playbook SH một server kia chạy cho cái lên. Ansible nó sẽ dùng API của JBoss server để tạo hot. Ansible dùng JBoss dùng API của JBoss server để tạo action cho cái hot đó luôn. Thì trong phía code là như này. Sẽ có một cái gọi là Jenkins file để xử lý. Đây. JBoss add hot nè. Khúc này là add cài JBoss agent là không nói rồi. Khúc add hot đây. Thì nó có cái phần là mình phải gửi cái thông tin JBoss server cho con Ansible để con Ansible nó biết mà nó xử lý. Là đây. Put credential. Credential ID là TailVPN JBoss account nè. Thì cái này mình tạo đâu? Cái này mình sẽ tạo ở trên con Jenkins. Jenkins nó có một cái phần để nó xử lý cái phần credential này. Đây là Jenkins manage credential. Rồi tiếp nó scope lower credential đây. Những cái này là Jenkins nó sẽ đi mã hóa user path này cho mình. Mình coi như không cần phải quan tâm về đó nữa. Ví dụ như kích thước account vậy nè. Nó tạo mới cái nè. Tạo cho admin Jenkins. Admin JBoss chứ. Rồi nhập mật khẩu vào ID đó, ID này là dùng để mình phân biệt nè. ID đó chính là cái này nè. Đó, rồi. Thì Jenkins file đây là Jenkins. Nó sẽ xử lý lưu trữ mật khẩu của password của GitHub của JBoss server cho mình. Rồi, nó sẽ đưa cái variable ra là JBoss admin password. JBoss admin user là hai cái này. Trong hai cái này nó sẽ đưa vào biến trong cái file add hot này, add hot system name. Ví dụ như là add hot cloud bbs đi. Đây. Nó sẽ có này, server url nè. Cái này là url của mình. Rồi tiếp tục là tới login user nè. Đó, thì nó sẽ từ con Jenkins. Đây, cái ID đây, TailVPN JBoss account. Admin nè, cái này nè, nó sẽ pass từ con Jenkins. Nó đẩy thẳng xuống con Ansible. Đây con Ansible này có thông tin này, dùng API của JBoss server móc vào JBoss server để bắt đầu tạo các cái hot, tạo các cái action. Đây, nó luồng xử lý là như vậy. Ừ.
Ansible và Jenkins sẽ móc qua server mình cần cài JupitAzure và cài lên. Sau đó dùng API của JupitAzure server móc lên JupitAzure server, tạo action và tạo host. Thì như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian cho mình. Rồi, đây. Ví dụ như lúc nãy mình đã add một cái, giờ JupitAzure nó sống rồi. Action cũng thấy nó gửi vài cái luôn rồi. Đây. Rồi. Rồi, vậy là xong. Mình kết thúc clip ở đây.